Xin chào các bạn đã quay trở lại với cái kênh YouTube về hướng dẫn AutoCAD căn bản của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến bài tiếp theo, đó là cái bài về tạo cái kiểu chữ, ghi chữ trên AutoCAD và hiệu chỉnh cơ bản các cái nét vẽ trên cái AutoCAD như sau. Thì hiện tại thì chúng ta đã vẽ được một số cái hình ví dụ như thế. Thì hôm nay tiếp tục cái việc là chúng ta sẽ ghi chú nó như thế nào. Thì để tạo được cái cách ghi chú thì trước tiên chúng ta phải tạo những cái kiểu chữ. Thì ở đây chúng ta xài cái lệnh đó là ST Enter. Chúng ta sẽ có những cái về kiểu chữ. Rồi. Thì sau khi mà nó hiện cái hộp thoại test style rồi lên thì chúng ta sẽ tạo một cái mới, ví dụ tạo cái new, ví dụ như là ghi chú. Chúng ta ok, ở trong này chúng ta có nhiều cái kiểu chữ, nhiều kiểu chữ dạng phông chữ. Thông thường mình vẫn hay một cái phông, đó là cái phông Vinihel Condens. Thì cái phông Vinihel này nó hay chỗ là chữ nó đứng, nó đẹp. Thì mình vẫn hay ghi như thế. Còn tùy các bạn thì chúng ta có thể chọn được nhiều thứ như Arial mặc định này, hoặc là Time Roman hay Tohoma v.v. Mình chọn thử cái này nha. Rồi, mà đặc biệt có nhiều cách, có nhiều cách để ghi. Tuy nhiên thì tốt nhất mình khuyên các bạn không nên chọn cái dòng này hay cái dòng này hết. Chúng ta không nên chọn, chúng ta cứ để mặc định và chúng ta apply. Ok. Để ghi được kiểu chữ thì chúng ta đánh cái lệnh như sau, MT hoặc là đánh lệnh T Enter cũng được. Tuy nhiên mình nên khuyên các bạn là xài chữ MT MTest này thì hay hơn, kích chọn một điểm mình kéo xuống. Thì ở đây nó sẽ chọn cái phông cho bạn rồi này. Tuy nhiên nó chưa có cái chiều cao thì chúng ta cứ nên ghi vài chữ thôi, ABC. Sẽ đánh quét chọn nó, mình sẽ đánh vô đây là 250, bởi vì trong phản vẽ 1% của mình thì chiều cao chữ ghi chú là 250, nó sẽ hiện lên. Sau đó mình glow đi, bạn thấy này, nó đã hiện lên một cái. Lúc này chúng ta xài lệnh move để chúng ta di chuyển nó đi. Ví dụ trong này như là hình chữ nhập, lưu ý nha, này phải có tỷ lệ nữa, 1/100, ví dụ như vậy. Đó. Thì ở đây này cái dòng kiểu chữ này chúng ta nên chọn nó là tầm 150 thôi, cho nó nhỏ lại. Còn này là hình chữ nhật, ở đây chúng ta sẽ đích nó khoảng. Rồi. Tốt nhất chúng ta nên tách ra. Các anh chị thấy không? Thì sau khi mà ghi chú được rồi thì chúng ta copy nó. Thì chúng ta bỏ đi khắp nơi. Nó nhanh hơn là cái việc cứ mỗi lần khi ghi hình thứ ba, ví dụ như vậy. Còn này là hình thứ hai. Rồi, ví dụ như thế, đó là cách để chúng ta ghi chú. Còn kiểu chữ to bản vẽ nó là cái gì ấy, thì phông nó là 500. Ta để ở đây. Ta kéo lên hai lần. Bình thường nó là 100-250 thì đây các bạn kéo lên. Ví dụ như là cái gì? Bản vẽ nháp. Đó. Chúng ta sẽ thấy được có cách ghi chữ như thế. Nó rất là đơn giản. Cái quan trọng là các bạn phải áp dụng làm như thế nào cho nhanh. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn ghi một cái, sau đó copy qua và chúng ta edit, chúng ta sửa. Có nhiều cái kiểu chữ nha, lưu ý nha, chúng ta nhấp W là không được. Thì chúng ta phải đánh chữ ED Enter, chúng ta kích chọn chữ. Lưu ý có nhiều cái CAD, bởi vì cái AutoCAD của mình đó, các bạn có thể xài bằng bản rắc, bản lậu, cho nên là nhấp W vào nó không được. Cho nên tốt nhất chúng ta xài chữ ED, kích chọn cái và chúng ta hiệu chỉnh nhanh hơn. Đấy, đó là cái phần về ghi chữ. Rồi còn cái phần về thứ hai, đó là phần hiệu chỉnh nét vẽ. Thì ở đây chúng ta có một số nét vẽ đây. Đó, người ta yêu cầu chúng ta có nhiều cái nét, ví dụ nét đứt nè, nét khuất á, nét đứt, nét khuất, nét tâm. Thì ở đây chúng ta hiệu chỉnh như sau. Chúng ta kích chọn từng cái nè, chúng ta để nét vẽ hết, chúng ta vẽ đều hết tất cả thứ. Sau đó chúng ta kích chọn từng cái, ví dụ nét khuất, ta vẽ một cái bên ngoài đi. Cái nữa, ta vẽ cái nét tâm, vẽ bình thường. Đó. Đó thì chúng ta cứ vẽ bình thường nhé. Rồi, bây giờ thì mình muốn nó nằm ở nét nào? Đây, tiếp chính, tiếp đai gì đây, ví dụ vậy. Tiếp đai. Mình muốn nó nằm ở cái nét nào thì chúng ta hiệu chỉnh nó theo cách như sau. M, Enter. Mình muốn thằng này nó màu xanh thì mình quét vô màu xanh. Đó, mình quét màu xanh. Màu xanh. Ok. Mình muốn nó màu hồng thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh từng chữ tốt nhất. Đừng có vừa chơi mà đừng có vừa vẽ mà từng kích thì nó hơi
hơi lâu ha. À, chúng ta cứ mở ra một vàng, nó quét vào lệnh match up đó, tiếp tục mở ra màu đỏ, nó quét vào như thế này đó, tương tự như vậy ha. À, dùng được các bạn. Thì sau khi như thế này, nhưng mà cái nét này nó nhỏ, nó rất là nhỏ, mình nó không có phù hợp với cái bản vẽ, thì chúng ta có thể xài một cái lệnh chung để hiệu chỉnh cái nét vẽ, nó LTS, nó là Bkeep. Ở đây thì nó có số 1 nha, bình thường nó số 0 á, do nãy mình chỉnh lại cho mình số 1, mình bấm nó tầm 25. À, các bạn thấy nó đều không? Con bắt nó đều, nó đẹp, đó. Đó là cái cách và cái lệnh để chúng ta hiệu chỉnh được số cái. Còn màu vẽ thì chúng ta nên chọn cái màu nào nó đẹp, nó phù hợp với từng cái. Để sau này ít bữa tới bài vẽ, tới bài in thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta in làm sao nó đẹp, nó nhanh và chúng ta không phụ thuộc vào cái nét chúng ta quy định như này. À, đây là chúng ta tóm lại được cái thứ nhất là chúng ta ghi chữ, tạo kiểu chữ và ghi chữ. Thứ hai là chúng ta hiệu chỉnh cái nét cho bạn vẽ. Hình dung không ạ? Rồi, sau khi như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục để chuyển qua phần khác.